kính thưa quý thầy, Sư thầy sẽ phụ có sang hậu. cùng toàn thể ba đồng tham tham thiền, chú trọng thực hành, Chán chán, chú trung dài, thực sử hành chúng chiếu ta sang. luôn quý chuẩn nghi tình, tức là hỏi một cách rõ ràng, Và hỏi sử chiếu sư huân tờ chinh chủ. siêng năng. Huân tờ huỳnh dung cung. Tức là nó luôn luôn là có cái sự thực hành của tham thiền, tức là hỏi đề tội đầu, khởi tội đầu. Chán chán ví dùng như ví chán chán theo như phương pháp như sư thì hòa thuộc chúng ta tham chỉ câu hỏi đầu, chẳng phải tâm, chẳng phải hữu Phật, vũ trụ chư chẳng chung phải tự Phật vũ trụ là sư cái gì, sinh của sư phụ chẳng sư phải u tâm, sư chẳng sống phải của Phật, chẳng phải Phật là cái gì, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải Phật là cái gì. Chúng ta hỏi điều một cách của mình mang rõ mang ràng, tờ quân hỏi chính sử liên tục, không có đến ngừng sĩ nghỉ, tờ liên tục. phủ bề như Cho trên dù toàn bao nhiêu cái suy nghĩ nó ập phụ tới, quản thì tất cả nhiều những tô cái sở buồn tờ vui sư sẵn hay chuyện lo chung âu cho lo lại toan, nó cứ sao luôn tờ đeo đẳng chỉ theo, hoan tờ cao sinh tờ chúng ta cũng mặc về kệ, ai không tờ cần tôn biết quý tới nó, hậu quản tháng không cần biết tới nó, không cần để ý tới nó, mà chúng quý ta chú ý. luôn chiếu cố cái công phu chúng ta, Thái chiếu cố sư thời với đầu, tạo sao cu chiếu chưa cố chỉ công tập công phu phu. và chiếu cố thời đầu. Mà muốn Trong chiếu cố cụ thời công đầu phu là thì chúng sự ta trao phải cụ hòa luôn thổ. đề thời đầu để Trong cụ cần hòa quý tịnh. thổ chứ Có thì nghi tịnh cơ mới là hòa biết chiếu thổ là cố, chỉ cần ý chỉnh, chỉ ý có nghi chỉnh tịnh sẽ là biết đến chiếu cố. sâu Bây giờ chưa tất nhiên cụ. là nhớ, mà cái nhớ đó Sẽ là ra không vào chỉ mình là chỉ tập, sự chỉ tờ. nhớ Chỉ để tờ hay là sự chuẩn giống như xuân đây. ta Thì chỉ lại. khi suy nghĩ, chúng ta không Luôn. cần nhớ mà lại cứ suy nghĩ, nó À, cứ phân và mình biệt, thật sự sẽ cứ luôn luôn hoạt động, luôn tâu chẳng cái chẳng tức quy tâm thí tự động xử nó với ra, sân xử tờ nó đã muốn buồn nó cứ buồn, rồi nó chứ cũng dân thì cũng sẵn vui, ta quê ai ta nó hãy sự quê buồn ai cũng tất cả xỉ cái ngủ ai lờ chọn hướng phù tâu ngoại, quê tất cả cái xem chảy ngoài nghịch tờ cảnh nghịch hảo duyên, tùy ngoài tất cả chim cái ngoài nỗi dễ sợ ý nó sẵn luôn nâng như vậy. sổ tờ. Bây chúng ta tham thời đầu, tức là cũng chạy lên cái sở tham, chứ không phải là cái tự do hay cái ý thức ấy. Chạy chạy Chan hoa tham, sở thổ tham của mình là về sự sở theo dụng sổ tham là dụng nhớ sổ nghĩ tham tưởng là động, cái ý sự chiêu sư thì ngày thì ngày chúng ta hoa đến như thổ vậy, chỉ tức là tờ trong hoa lúc thổ làm việc, trong lúc không rượu làm về tôi việc, sư thế thì nhạc trong lúc cung chỗ mà của thật sức sự khỏe chỉ sẽ lê tờ mạnh dính súng tờ đủ, hình khuyên thức tờ tất hào cả tờ chỉnh tất cả tờ suy tờ chúng ta luôn tập, chứ không phải tôi đào lúc mà chẳng tập thì chẳng mới tập, tờ hay là lên lúc nào sĩ mới tập, còn ngoài ra cung thì sư sơ chứ ngủ chơi như cái tâm ta thích nghe chơi tích tích đi, chán chua của để chữ chúng ta sư nghe chơi tích đó, nó mình nghe để vào xem sai thoáng buồn qua cho đâu có thấy và biết, chữ sư nhưng thì mà tiếng khi sáng tập thì ý là sâu tới toàn khi là cố sâu đó, xí lùi tại chi thích hướng và ngoại thì tôi cũng huy phải chưa tông phân tờ biệt, sân chỉ biết bãi chi học biết để rồi tức cũng muốn biết, biết để xoay giận sư cũng chơi phải muốn biết, chẳng chư nhưng đó tao là cái chư tập tao chư ý khô như biết sư phải làm sân xỉ sao là xỉ ngu tờ xinh đã quyết định tu tập, thì nào tờ tập lúc xinh này chẳng chư tao không tờ cần thời đầu, xin dạy chính sư chẳng trên lúc sư xỉ nghe radio chư chúng ngu ta hòa tập, thổ hay là trong trong nhà chúng ta có những người, người ta rất là thích xem tivi, thích nghe radio, hay là thích thích chơi những trò chơi game, nó cứ tới luôn mà chúng ta cứ đi qua đi lại sinh hoạt, mà tới luôn vẫn tiếp xúc, sư vẫn bị nó thầy nhàn nhạt trước mặt, chấm mơ chẳng cho biết nên sư chúng ta cơ thích chẳng sư của bực số yếu thật bực xính tu chán, hoàn chinh mà tâu biết cú làm lệ sao đó ý là tích sẵn tao ý, nghĩ cái thật tích xấu ý chung là và đó chư là cái nghiệp hòa lực thổ của nào giả những sư người kinh người người đó, mà làm sao chỉ mình chỉ dẹp nghe được đi tự ý mình, sẵn bắt họ như ép chẳng họ mơ theo thấy mình, cho nên á, bản hầu tha hết mọi người cứ luôn lại tham thiền, những lời cải tâm, thiện những lời nhắc nhở mà đã nói rồi, có khi đó là bạn, có khi đó là người chủ lớn hơn sở mình, đi tập huấn nhưng nhiều mà người người ta ta chinh nhỏ hơn chỉ mình, tôi sư chơi nhưng nhà mình là là người tôi có phải phần ổn thừa phản bãi, phản người thân tất ta nhiên chỉ sự từ bỏ, ý đẹp sự cho tiêu nên soạn đời khuyên thì đã khuyên rồi, nói cũng đã nói rồi, lý chuyện do tôi tham chính thiền chuyện sau là khi tập chẳng tôi chính nó sẽ chẳng không bị là ảnh chưa nghĩ hưởng tạo từ chưa những chỉ được người cung phụ ảnh hưởng xấu, ở ảnh hưởng cuối tốt, về chưa về ảnh hưởng khảo tập tốt hay hoài ảnh tờ hưởng nghịch, nó không ảnh sư hưởng nhị tờ chẳng của tôi không cuối tốt ý xấu, chẳng thù tạo nghịch, nên không thương ghét,
tự động công phu nó dần dần nó hình thành, từ đó cũng như công phu nó Mà dần dần nó thuần thục. để Cho nên công cái mọi cái cụ phương chiếu diện như xuống vậy là đó là cái sinh hoạt hàng ngày. Những phương diện của đưa chúng ta sẵn sinh hoạt đã của đưa quản ra lại những cơ cái quan vấn men đề trong cuộc sống, số thí chủ nó ai tụt tờ hậu vận hay thị tờ sinh hoạt hay là nó bại hay nó khó khăn hay nó dễ dãi, sự những cái hào tờ quan hoài ngại tờ về phụ quản tham tương loạn hàm thiền, thì sự chán chán nếu nó mới chưa tạo hòa không thổ thất sinh bại đã có những chỗ khiếm khuyết tới những chỗ sai lầm, mình sẽ chấn phải cung sử tiếp bại tục luôn luôn tu lấy phương nhiều pháp đủ gọi đi là tờ hành cải chánh tệ tam để tờ đạt diệu cái thì phú tờ mục chân tiêu phá là lại sẽ tiến xí hóa cho nó cơ chánh pháp chữ gọi ngắn là chân phá lại ngã tại chánh, đình quả mộng nhớ là phá ngã chánh. xây Mà khi phú mà tờ nhớ chân là phá phá ngã thì chánh suy thì yếu phôn cơ không để của nào đâu chữ thanh phôn của tịnh chữ sẽ suy yếu thí hòa thổ đang chỉ chính chán chán mình tờ làm cái chức vụ gì, mình làm cái vị trí nào trong xã hội cũng vậy. Nếu chúng ta phá được ngã chấp, chúng ta sẽ bớt chờ được rú nhiều nhị cây phiền ô não, tiêu nó cơ đau khổ một đau. chữ nó thì chưa cây chén Thì xả cái là ngã chấp tu đấy phản là những đạo thực cũng hành, cụ nó là tờ những cái sự để nói, cái sự chạy những sự hiểu biết, những cái sự sự tự siêu sanh tin và cái sự tăng chỉ trưởng sự để khổ thấu trở thành giả người mà tốt thì hơn. Nên ta để nó chưa liên lo quan đến vô là tu của hành sự hải của lấy sự công tạo phu vật làm chánh, lấy xây công phu sự trung chán quy chán trở tu yêu những hành công phu thiền quý định, chủ đó là yêu quan yêu trọng, ý ta chính cũng gọi là chư phước hội đạo. sự chủ Thì yếu đó là để những chưa gì chúng sự tôi trao xin phu chia hòa sẻ. thổ Thì hiện tại vị nào có những thắc mắc gì đối với công phu tu tập, mình xin cứ mạnh dạn đề ra. Xin chào sư huynh Nam tá mô sư Bổn thiện. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô sư sư cha mâu ni phật. Mời Mỹ Vân. Dù ý cơ huynh. Mời Mỹ Vân unmute herself. Đó. Mỹ Vân mở cái micro lên. Không có mở, không có mở được cái micro. Dạ alo thầy nghe chưa ạ? Nghe rồi. Chắc hồi nãy con bấm lộn. Dạ con thương xin thầy khai thị giúp cho con cái bốn Chỉ câu kệ của ngài Lục Tổ Huệ Năng đó thầy. bác sư Từ ứng thái sư căn sư dục liệu chi chủ bất sản khởi nhất nhiên chu tưởng cân phân dung biệt nhất thiết suy pháp phú bất khởi thì phân hoàng biệt sảng tưởng. suy phú Con đã từng khi nghe thầy chê kinh phá khai phu thị mật chỉ rồi nhưng mà thật sự con cũng không có của hiểu. chấn chính Con thiên hiểu là của có chế một sư tờ nhưng tam mà của kết ta quả chính kia thầy chủ lại và cho sạc con chính là miếng tại khai sư bài kệ đó na là chi kiểu chúng ta thực hành công phu á. Nếu mà để công sư phu là chạy chúng ta đang tập thực hành, là khi công mà thực phu hành cho đến sẽ cuối sử cùng siêu mới sầm khai ngộ, thì lúc ta đó là chế hộ mới khai hiểu ngục cái bài kệ đó. thì Giống chưa như khởi kiểu hỷ sẽ chơi ăn tờ ý cơ nên sư chúng trì ta luôn hà luôn sang là lưu chủ sổ treo à. cứ đi theo cái Mà để nói mình cái nghĩa của bài kệ đó trước ăn tiếng Việt á, xem chế sử nó sư từ trì ứng sư chiến căn dùng, tức là sáng ứng nghiêm dụng hết chứa tất được cả các cân căn dung á, thường yên ứng dụng dụng hết sở tất cả hữu các tờ căn, cân tức chẳng là yên mắt dung sở tai hữu mũi tờ lưỡi cân thân ý, dụng tất cả cân như căn sư mà mình đã nghĩa thành là vì tựu từ sở ứng sắc căn nghĩ á, luôn luôn ứng dụng, tức là xài ra đó, thường ứng dụng. Nhưng mà chúng ta xài ra, chúng ta hay khởi cái dùng tưởng. Tưởng ở đây tức là sở cái hữu chấp yên tưởng, dụng ta sử tức là dụng cái và chấp sở hữu tưởng. chưa dụng cơ sở
想就是执着意识是无明，也就是用想会影响有烦恼而影响到受，就是有苦。从那个想喜怒哀乐是非等等对错，然后就升起了让我们起了一种爱恨的心妄想的，也是分别所有的一切法。你运用的时候也是常升起分别想，也就是起了一个我执，有一种算计好坏是非等等的从而生起，所以我们才会有痛苦有烦恼，依照自己的意见自己的我执无明来判断一切来选择，也是因为这样而颠倒而痛苦，这么无量劫来丢失了自己都不知道，还是跟着错误的知见无明的跑了，因而曾经受了很多生的常在六道轮回中轮流烦恼痛苦的，那修行就是要反方向的，而不是说用你的意识心来起有一种想象，我不会起妄想，不会起什么什么的，所以你听说我不想或者不起已经是有了，带着这一种我执相对的而有的。啊，现在我参话头去过话头也不会向外的跑，所有的应用也是在执着真实，然后升起了所有的不同的分别的执着的，从而就有烦恼有痛苦，也不是把它关闭关所有的六根，我们只是应用平常的应用。但是怎么做呢？就是当你实行那个禅修，也就是六祖所提出来的，也是依照佛的教诲为大自心。一旦无明已经没有了净了，那你就可以应用像六祖所写的那列四句子，在四流不想中不会有执着想，在六根而有而用了有一种作用而有分别，那也是病，我执的病。那要实行得到，也不是说你想要会怎么样怎么样，实修就是回归到自己的静，禁止所有的我执无明。那怎么实行呢？就是提话头起移情，平常的用功。不说天上的花，虚空没有，只是因为眼病而感觉到。那天上的花不是真实的，那你都知道是一种病的错误的，就是要把眼病医治好，
cho tôi á, gọi là quét qua đớm, đó phải cần, phải cần nói nữa, phải cần chứ cái này chỉ sáng theo yêu dung chứ diễn bình này lại sáng theo nó cứ thiên sang của hoa là gì không quản là chỉ sự ý chí chữ chữ mà là ý hảo diễn bình chữ vui có sự mơ cho vui tờ so thiên sang của hoa cũng là chân sự ví dụ so như sang hoàn hảo ý hảo khi mà khai ngộ ngộ á thì nghiệp chướng bổng lai không tức là liễu tức là nghiệp chướng bổng lai không liễu là chứ sư nghiệp chướng bổng lai không khai vô là hãy mê liễu hãy mê khai vô ý chế quan trái phải dùng bay trái đều sư nghiệp chướng tại chủ tờ tờ yêu hiểu sâu trái và thảo của tiêu nó có ý của đi. Sở dĩ là sự chẳng là chính sự như sự của mình yêu hồi quý sáng sinh chi sinh sự chính đi chung chân phá ở hồi đạo chư chỉ tờ. Dạ con cảm ơn thầy, con hiểu rồi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa thầy, con kính thưa quý sư cô cùng thiền viện đại chúng. À, thưa thầy là con xin thầy khai thị cái chỗ tác dụng công cho chúng con rõ, cũng như là bạn đồng tham cũng hơi thắc mắc là thưa thầy là khi mà như thầy dạy á, là khi mà mình hỏi câu thoại tham mà mình huân là cứ hòa thấu vũ trụ chư chúng mà thiên thi ví dụ chư chén của sự sống của đại hòa mong chư vị huân thời sự hội chư vị lo như ý chủ trọng hai ở sáng sự xung quanh không có cảm giác gì hết huân thời sáng sâu ấy ví dụ cảm chuyện các câu hỏi đó chỉ có nghe các câu mình hỏi thôi. Chứ sự chỉ sự thiên tạo chứ chỉ số quân và sân nghiên và nạ truy sử nạ chồng nó bạn nạ chồng nó dung cung cái tham thiền á nhà lai quả cũng nói lái bộ chẳng sư sâu nè tôi hỏi một câu hỏi vô nghĩa vô vị nó chẳng có cái mùi vị chán là ý chí ú quý bao tờ ý quý này sẵn quái sở hữu với những cảm giác dù hảo hoài dù tuy cho dù ý nghĩ lý và sẽ chạy cho ý cái hoa thấu chi sử lý dù ý nghĩ tờ chứ không đáng tờ tờ ý chính sử chứ tạo ú xoay lý sự东西要加点那个香料，或者是吃饭，那你就会念到那种饭的米香。那现在你只是话头，就好像一块枯木一样，你继续的嚼它。我们的习性就是向外跑。你喜欢在人手上有所分别，现在有所贪，就是。tức là là cái phương tiện á trực tiếp á để chúng ta không có bị chạy nhân sở. 一种直接的方便不分别，不起话头起疑情等等，所以一切的所提起的祖师的礼物的。那把一些方便说的来回到相信之心，守住那个功夫，而不是增加你的知见，你的所知生得更加的知见，就是头上加头，
会错误的、失败的。所以，福就是要叫我们要应用在实修上，要相信就是。Giống như ngài Hư Vân cũng nói, đối với hành giả mới bắt đầu tập thực tập tham thiền á, chẳng thấy cái mùi vị. Khi nó sang sô, căng chà sô chán thật sô, một điểm vị đạo đều không có. Phải có cái gì nắm, có cái gì bắt. Vì vậy, chúng ta một bản đều thích làm gì, lại có một cái được thực tập, rõ ràng, 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 rõ所以那也是从无量劫来的那个习气根本无明的，所以现在参禅所以常常呢，你有所精进，那是不对，也是很困难的，不容易。但是现在你需要有所求，有所得，那连你要把所有的放下，连想放下的那一个念都不要有，所以不简单，很难的，也是由于你的一种信心、信念或这个我执。来增加自己的习气，继续的实修。以前我们也是也感到很慌张，因为没有一个把柄可以抓住，所以感到很空虚。没有地方可以站住，那是一种解脱道，当然是难的。太过容易，那就变成了不是一种有价值的。也是因为我们怕了难的，所以福慈悲以方便法来叫我们有所住、有所得，从而实修而得到了。不又是重复的要把你所有的丢掉在网上走。中文教下有55个阶级的，或者建立了3层，到最后还是15层。那我们现在禅修就是要达到15层的阶段。现在我们喜欢有分别有味道的东西，所以在那个能所上，现在我们违反了能所有味道的感觉。现在你执着有一个味道，那就是你执着有说没有味道，就执着那个空，都是执着真实的呀。所以不要跟着那个语句来跑，回到自己的功夫，也回到无所教诲的祖师意的。来起话头，起疑情，哪一个生活环境也是要依着那个本分的责任，好像一个好学生要考试得分，就一定要用功的学习。但也是一些基本的在生活中的。现在你应用我有所求、有所得、有所化，就升起了烦恼。而现在我们依着那个因果律，依着原则，很清楚的知道错就要改，知道不对就不要放弃。
自然的知道需要的就努力的来达到，而不是去求成求福一样的。所以禅修者主要也就是提挂头提情，相信自己，相信自心，相信正法的。Thì nó mới củng cố được cái tin chính mình. Và tin như vậy đó, tức là đầu tiên thấy nó nhiều thứ, nhiều chỗ đó. Mà cuối cùng là nhiều chỗ, tính tâm bất kỳ. Chứ hơi tạo hồi đạo chân, xin xin chân sử tờ phù hợp tờ xin xin. Nà tiêu xin xin, chứ sử chân sử tờ sử siêu. Ý cháu phù đạo, chào hồi, chứ sử thí hoa hồ, xin ý chí. Cho nên đó, người mà có cái niệm thống thiết sinh tử, 所以有痛切生死心的人，想自己做主，要反省觉醒的，要离开那些痛苦的，知道苦生死苦的，我们才会很痛切生死来用功的修行，就参学修行，我们才以各自的那无名的相对的我执。这样才会有成就，在功夫上、修行上有成就。就是提话头起于情，要常常参学依着佛的宗旨。有个问，我们常常听到。父母债，父子债的，就是好孩，就是顺的。我这父债子还，也就是讲到关于因果的，虽然不是你造的这一生，但是。为了接受所有的因是无始劫来的，而有来相信。因果律，我的朋友问我，这一生不相信有没有轮回，那请你开始。世间常说。就是孩子乖的就可能做官，在寺庙的孩子就做那个法师等等，也就是佛的弟子就修佛的发佛法，世间去向世间来学习，也是一则业力果报因果。不可以说他的所说的意义就是依着世间法来这么讲的，或者是依着解脱的，比如说你有缘出家了，就佛的弟子就去解脱道，世间的跟着那名利的流浪，也是错了。一方面的来说，现在的相对，就是说那个定律不是一定这样的。那皇帝的儿子都会出家的，或者是出家了半路也是出来，不再出家了等等的问题。所以依着那个道的生活，依着那个无法来生活等等，来修行等等，所以在因果律上不是说不再止还，不是这样，有因有果的，
哪一个造什么因就要受哪一个果。và cái nhân thiện á thì善的因就会造到善果，恶的因就造恶果，而不会可以加减在里面，不可以互相的补。有因的，不管是思想，只是动作的，都会存在那个第八次之中。那有一天的因缘具足，它就会发展出来，而变成了果来你领受。所以因果善恶不计都有它的发展的。我们的修行，也就是在发展一种解脱的因缘，或者因解脱的般若道。那个因，强的去把其他的善恶的因，就可以把它暂时不生死。那到最后开悟了，就是从梦中已经清醒了。那小小的因果也清楚，不会在这里因果那分那管理了，所以可以做主的因果就上了，就可以无尽也是。也就是善恶无尽都常常被他智慧的那个因而跟着你望希望的。现在你就是回到修行，要常用功努力，用功夫为主，要常把一种通彻生死的心根本的。那现在讲到因果那两个句，就是三世因果。从无始劫来的，我们所造的所有的因缘果的，是在六道中轮回。也不知道多少事，在因果都有这业因业果，要共业和别业，别业都有共业，共业都有别业，所以有很多次第的种种的。我们没有一种智慧可以分别，没有正见，也是只是跟着我们所看的眼前的现在的而已，那是因果。就是说种瓜得瓜，种豆得豆，但我们看不到过去无量劫，不能分别共业。别业也是跟着我执的走，那也是因为你的。那我们学习学佛，就是慢慢的把无明扫掉，可以看得很清楚的，轮回的、因果的、业报的等等。解释而不相信，还是不相信的，就是回到功夫实修。从实事上，你可以从那个日常生活的经验，慢慢的可以渗透，不需要别人来指点给你，自己可以感觉到渗透的，知道那个原因的道理，那就是要有功夫，要修行才可以。也就是落入的那个森林之中，没有树路了。现在我们接受政府的教育部，
你有自己的努力，自己的计划同起意情，天天的依着善知识学习来守住自己的信心不哭，当然一定会有一天成就的时间到。南无本师释迦牟尼佛。